Cô chào các con, chào mừng các con đã đến với kênh Hoàng Gia Studio. Đây là kênh đọc sách, truyện dành cho các bạn nhỏ lứa tuổi thiếu nhi. Ở video lần trước, cô đã đọc cho các con nghe chương 7, 8, 9 của quyển truyện Bác sĩ Ibolit của tác giả Cognei Chukovsky người Nga. Chuyến đi biển của bác sĩ đã gặp rắc rối khi bị rơi vào tay bọn cướp biển hung ác. Liệu bác sĩ và muông thú có thể thoát khỏi tay bọn cướp biển để đến châu Phi chữa bệnh cho loài khỉ không nhỉ? Các con hãy cùng lắng nghe cô đọc tiếp các chương 10, 11, 12 của câu chuyện Bác sĩ Ibolit nhé. Chương 10: Chiến công của vẹt Carudo. Nhưng bác sĩ nói với muông thú: "Các bạn của tôi, chúng ta không nên nản lòng. Chúng ta phải thoát ra khỏi cái nhà ngục đáng nguyền rủa này. Những con khỉ đang ốm, mong đợi chúng ta. Thôi đừng khóc nữa, để tôi suy nghĩ xem ta sẽ tự cứu mình bằng cách nào." "Không thể được, bác sĩ yêu quý ạ." Cá sấu nói và càng khóc to hơn. "Chúng ta không thoát được, chúng ta sẽ bị chết. Cửa nhà ngục này làm bằng sắt rất chắc chắn, làm sao chúng ta có thể phá được?" "Sáng mai, khi mặt trời mọc, bác Malay vào ngục, hắn sẽ giết tất cả chúng ta." Vịt Kika khóc thút thít, khỉ Chi Chí thở dài. Nhưng bác sĩ đứng dậy, cười vui vẻ. "Nhưng rồi tất cả chúng ta sẽ được cứu thoát." Rồi bác sĩ vẫy vẹt Carudo lại gần, nói thầm vào tai vẹt câu gì đó. Bác sĩ nói nhỏ đến mức, ngoài vẹt ra, không ai nghe thấy gì cả. Carudo nghe xong, gật đầu mỉm cười, "Được lắm." Và sau đấy, vẹt đến gần song cửa sổ, lách qua song sắt, bay ra đường và đến chỗ bác Malay ở. Bác Malay ngủ rất say trên giường. Dưới gối hắn là cái chìa khóa to nhất hắn dùng để mở cánh cửa sắt nhà ngục. Vẹt nhẹ nhàng đến bên bác Malay, rút cái chìa khóa dưới gối hắn. Lúc này, nếu tên tấn cướp tỉnh dậy, hắn sẽ giết chết chú chim dũng cảm ngay tức khắc. Nhưng may thay, hắn ngủ rất say. Carudo dũng cảm ngậm cái chìa khóa, cố hết sức bay trở lại nhà ngục. Ôi, cái chìa khóa nặng ơi là nặng. Carudo mấy lần suýt đánh rơi giữa đường. Nhưng cuối cùng, chú cũng bay được tới nhà ngục, lách vào cửa sổ, lao tới chỗ bác sĩ Ibolit. Bác sĩ mừng rỡ khi nhìn thấy chú vẹt bay về với cái chìa khóa mở cửa nhà ngục. Ông reo lên: "Hoan hô, chúng ta được cứu thoát rồi. Bác Malay còn đang ngủ, chúng ta phải đi ngay." Bác sĩ lấy chìa khóa mở cửa rồi chạy ra đường. Theo sau ông là tất cả muông thú: "Tự do, tự do, hoan hô." Bác sĩ nói: "Cảm ơn Carudo dũng cảm, cháu đã cứu chúng ta thoát chết. Nếu không có cháu, chúng ta chết mất. Cùng chết với chúng ta là những con khỉ bị ốm đáng thương." "Không," Carudo nói, "chính bác sĩ đã chỉ cho cháu phải làm gì để thoát khỏi nhà ngục này." "Nhanh lên, mau đến với bệnh nhân của chúng ta," bác sĩ nói và nhanh nhẹn chạy về phía khu rừng rậm. Theo sau bác sĩ là tất cả muông thú của ông. Chương 11: Qua cầu khỉ. Khi bác Malay biết chuyện bác sĩ Ibolit đã thoát khỏi nhà ngục, hắn vô cùng tức giận. Hắn quắc mắc, dậm chân quát: "Bây đâu, những gia nhân trung thành của ta, hãy đuổi theo tên bác sĩ ngay, bắt nó dẫn về đây cho ta." Bọn tay sai chạy vào rừng rậm tìm bác sĩ Ibolit. Lúc này, bác sĩ và muông thú của ông đang len lỏi trên đất châu Phi, đến đất nước của loài khỉ. Ông đi rất nhanh, lợn ủn ỉn chân ngắn, không làm sao theo kịp. Bác sĩ liền bế lợn trên tay. Lợn ủn ỉn nặng nên bác sĩ mệt lử. Ông nói: "Ôi, giá mà được nghỉ một lát, ước gì đến ngay được đất nước của loài khỉ." Chi Chí trèo lên một cây cao và kêu lên: "Tôi đã nhìn thấy đất nước của loài khỉ rồi. Rất gần, chúng ta sắp đến nơi rồi." Bác sĩ cười sung sướng, bước chân nhanh hơn. Những con khỉ ốm từ xa nhìn thấy bác sĩ, vui vẻ vỗ tay. "À, bác sĩ Ibolit đang đến với chúng ta.
lát nữa bác sĩ sẽ chữa bệnh cho chúng ta, ngày mai chúng ta sẽ khỏi bệnh. Nhưng lúc này bọn tay chân của bác Malay cũng từ trong rừng rậm chạy ra, ba chân bốn cẳng đuổi theo bác sĩ. Chúng hét lên, bắt lấy nó, bắt lấy, bắt lấy. Bác sĩ chạy tường đứt hơi. Bỗng trước mặt ông là một con sông, không thể chạy tiếp được nữa rồi. Sông rộng, không thể bơi qua. Bây giờ bọn tay sai của bác Malay sẽ bắt được ông. Ôi, nếu như có một chiếc cầu, bác sĩ sẽ chạy qua chiếc cầu ấy và lập tức đến được đất nước của loài khỉ. Lợn ùn ịt kêu lên, chúng ta thật đáng thương, chúng ta sang bên kia bằng cách nào bây giờ? Chỉ lát nữa là bọn cướp lại bắt được chúng ta, rồi chúng ta lại bị giam vào nhà ngục. Đúng lúc ấy, một con khỉ hô lên, cầu, cầu, hãy làm một cái cầu, nhanh lên, không được lỡ một phút, hãy làm cầu, cầu ngay. Bác sĩ nhìn xung quanh, khỉ không có sắt thép, không có đá, chúng lấy gì để làm cầu? Nhưng khỉ bắc cầu không phải bằng sắt thép, không phải bằng đá, mà bằng chính những thân thể của chúng. Trên bờ sông có một cái cây to, một con khỉ bám vào thân cây ấy, một con khỉ khác bám chặt lấy đuôi con khỉ vừa rồi. Cứ như vậy, cứ như vậy, con nọ nối với con kia như một dây xích dài vắt giữa hai bờ sông cao. Bầy khỉ gào lên, đây là cầu cho bác sĩ sang đi. Bác sĩ ôm cú Bumba chạy trên đầu, trên lưng, trên thân khỉ. Theo sau bác sĩ là tất cả muông thú của ông. Bầy khỉ rục, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đi trên cầu bằng thân khỉ thật là khó, muông thú chỉ sợ trượt chân ngã xuống nước. Nhưng không, cầu rất vững, bầy khỉ bám nhau rất chắc. Bác sĩ và muông thú của ông nhanh chóng sang tới bờ bên kia. Ngoái lại sau, ông nói, nhanh lên, chạy nhanh lên, không chậm được đâu, kẻ thù đã đuổi kịp chúng ta. Kia kìa, chúng nó cũng qua cầu bằng thân khỉ, chúng nó sắp đến đây rồi, nhanh lên, nhanh lên. Nhưng gì thế kia, cái gì đã xảy ra kia? Hãy nhìn xem, ở giữa thân cầu, một con khỉ buông tay. Cầu đứt, bọn tay sai của bác Malay từ trên cao lộn cổ xuống sông. Bầy khỉ reo hò, hoan hô, bác sĩ Ibolit đã thoát nạn. Bây giờ không kẻ nào đe dọa được bác sĩ nữa. Hoan hô, kẻ thù không thể bắt được bác sĩ. Bây giờ bác sĩ sẽ chữa bệnh cho bệnh nhân của chúng ta. Họ ở ngay đây, họ đang rên rỉ, kêu khóc. Chương 12. Những con thú ngu ngốc. Bác sĩ Ibolit vội đến với những con khỉ ốm. Chúng nằm trên mặt đất rên rỉ vì đau đớn. Bác sĩ bắt đầu chữa bệnh cho chúng. Phải cho thuốc từng con. Con này thuốc nước, con kia thuốc bột. Phải chườm lạnh lên đầu, dán cao hạt cải lên lưng, lên ngực từng con. Khỉ ốm thì nhiều, mà bác sĩ chỉ có một. Một mình với bao nhiêu việc thì không thể làm xuể. Kika, cá sấu, Karudo, Chi Chí đem hết sức ra giúp bác sĩ. Nhưng chẳng bao lâu, chúng cũng mệt lử. Bác sĩ cần phải có những người giúp việc khác. Ông đến sa mạc tìm gặp sư tử. Ông bảo sư tử, hãy làm ơn giúp tôi một tay để chữa cho bọn khỉ. Sư tử làm ra vẻ quan trọng. Nó nhìn bác sĩ với con mắt hăm dọa. Thế ngươi có biết ta là ai không? Ta là sư tử, là chúa muôn loài. Thế mà ngươi lại dám cả gan yêu cầu ta đi chữa bệnh cho những con khỉ chết tiệt nào đấy? Bác sĩ bèn đi tìm tê giác. Ông nói, các bác tê giác ơi, hãy giúp tôi chữa bệnh cho khỉ. Chúng không đông lắm, mà tôi chỉ có một mình. Công việc này một mình tôi không làm xuể. Nhưng tê giác cười khẩy, chúng ta lại phải đi giúp đỡ ngươi ư? Này, hãy cảm ơn vì bọn ta tha không húc cho vài cái đấy. Bác sĩ dẫn dắt lũ tê giác độc ác. Ông chạy sang khu rừng bên cạnh. Đấy là giang sơn của Hổ Vằn. Hổ Vằn ơi, hãy giúp tôi chữa bệnh cho khỉ. Hổ Vằn gầm gừ, muốn sống thì xéo đi. Bác sĩ buồn bã ra về,
trong lòng buồn nản. Nhưng ngay sau đó, những con thú độc ác ấy bị trừng trị thích đáng. Khi sư tử về nhà, sư tử cái bảo chồng: "Này nhà ạ, thằng nhỏ ốm đây, nó khóc lóc rên rỉ cả ngày. Thật đáng tiếc, ở châu Phi không có bác sĩ Ibolit nổi tiếng. Ông ấy chữa bệnh rất giỏi, chẳng thế mà ai cũng yên mến ông ấy. Ước gì được ông ấy chữa bệnh cho con mình." Sư tử nói: "Ồ, bác sĩ Ibolit đang ở đây, ở đằng rừng cọ kia kìa, đất nước của loài khỉ ấy. Tôi vừa mới nói chuyện với ông ta." "May quá, nhà hãy chạy đi mời bác sĩ đến chữa cho con chúng ta đi." Sư tử trả lời: "Không, tôi không đến chỗ ông ta đâu. Bác sĩ không chữa cho con mình đâu, vì tôi vừa làm ông ấy giận." "À, ra nhà đã làm phật lòng bác sĩ Ibolit. Bây giờ thì làm thế nào hả? Thế nhà có biết bác sĩ Ibolit là thầy thuốc giỏi nhất, tốt nhất không? Ông ấy biết nói tiếng các loài thú. Ông ấy chữa được bệnh cho hổ, cá sấu, thỏ rừng, khỉ, ếch. Ừ, ông ấy chữa bệnh cho cả ếch nữa, vì ông ấy rất tốt. Con người như thế mà nhà lại dám xúc phạm à? Nhà xúc phạm người ta đúng vào lúc chính con trai nhà bị ốm. Nào, nhà định làm gì bây giờ?" Sư tử cuống lên, không biết nói thế nào. Sư tử cái lại quát: "Nhà hãy đến ngay chỗ bác sĩ Ibolit, lựa lời mà xin lỗi. Ông ấy bảo gì thì làm nấy, rồi tìm cách cầu khẩn van xin ông ấy đến chữa bệnh cho con mình." Sư tử chẳng biết làm thế nào, đành đến gặp bác sĩ Ibolit. Sư tử nói với bác sĩ: "Xin kính chào bác sĩ. Tôi đến để xin lỗi bác sĩ vì hành vi thô lỗ của tôi. Tôi xin sẵn sàng giúp việc bác sĩ. Tôi bằng lòng giúp bác sĩ cho khi uống thuốc và chườm lạnh." Thế là sư tử ở lại giúp bác sĩ Ibolit. Suốt 3 ngày 3 đêm liền, sư tử chăm sóc những con khỉ bị bệnh. Cuối cùng, nó đến gần bác sĩ Ibolit, rụt rè nói: "Thưa bác sĩ, tôi có một đứa con trai đang bị ốm. Tôi rất yêu nó. Bác sĩ xin hãy rủ lòng thương mà chữa cho cháu." Bác sĩ nói: "Được, được, ngày hôm nay ta sẽ đến chữa cho con trai anh." Thế rồi bác sĩ đến hang sư tử, cho con trai của sư tử uống thứ thuốc gì đó. 1 giờ sau, sư tử con đã khỏi bệnh. Sư tử rất sung sướng, nó thấy ngượng vì lúc trước đã làm phật lòng ông bác sĩ tốt bụng. Sau đó thì con của tê giác và hổ cũng bị ốm. Bác sĩ cũng chữa cho chúng khỏi bệnh ngay. Hổ và tê giác đều nói: "Chúng tôi thấy thật làm xấu hổ vì đã làm phật lòng bác sĩ." "Không sao, không sao," bác sĩ nói, "lần sau nên thông minh hơn. Còn bây giờ hãy đến đây giúp tôi chữa bệnh cho khỉ." Buổi đọc truyện hôm nay của chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn các con đã chăm chú lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những video đọc truyện lần sau để nghe cô đọc những chương tiếp theo của câu chuyện Bác sĩ Ibolit. Các con hãy nhớ ấn nút like, share và bấm nút đăng ký để ủng hộ kênh Hoàng Gia Studio nhé. Tạm biệt các con. Bye bye!